Nếu các bạn hỏi tôi ghét phím nào nhất ở trên bộ máy tính thì nó chính là phím chuột trái. Đây, nó chính là cái phím này. Câu hỏi đặt ra là tại sao tôi ghét cái phím này? Tại vì... Không ổn rồi mọi người ạ. Tôi cảm giác như kiểu có một thứ gì đó nó mạnh vãi cả đấy đang tiến đến. Trốn vào trong tủ khóa. Đừng cố để chiến đấu. Úi, con mẹ, thôi xong rồi. Tủ khóa đây đúng không? Nhanh. Bấm chuột trái để thoát ra. Ơ đi, con.